Vâng, một giai điệu cũng rất quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với âm thanh của Ubamea series 4 triệu 8. Và chắc các bạn, những ai đã tìm hiểu nhiều về piano thì đều biết rằng Ubamea là ngưỡng chi tiêu có thể nói là sang trọng trong cái việc sử dụng đàn piano đã qua sử dụng. Vâng. Nếu nó nói về tài chính thì chúng ta mua một cái đàn mới của bất cứ một hãng nào đấy chẳng hạn thì thường phải từ trên 100 triệu. Đấy là những cây đàn mà ít tiền nhất. Vâng. Thế và bình thường của nó là khoảng 200 250 triệu. Và sang trọng một chút là phải khoảng 300 triệu. Wow. Đấy. Thế nhưng mà với một cây đàn đã qua sử dụng của Nhật, được sản xuất tại Nhật, người Nhật sử dụng qua một thời gian thì chúng ta lại phải chỉ chi tiêu khoảng độ 6 70 triệu thôi. Chúng ta đã được ở những cây đàn rất là sang như thế này. Và âm thanh rất là hay. Tôi muốn nói âm thanh rất hay, chất lượng rất tốt và chúng tôi vẫn đảm bảo cái sự bảo hành 10 đến 20 năm. Vâng. Tùy theo yêu cầu và niềm tin của các bạn. Đấy. Chứ hoàn toàn sau 20 năm nữa, 30 năm nữa thì cây đàn này vẫn tuyệt vời như thế này. Vâng. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Có thể nói rằng là không có gì để chúng ta phải tìm ra một cái lỗi gì đó ở cái âm thanh của cây đàn này. Ừ. Nếu các bạn chi tiêu cố một chút, vâng, với những cây đàn này thì chúng ta sẽ có được tất cả, đó là âm thanh, hình thức, độ bền, độ yên tâm, và có thể nói nó là một trong những vật trang trí trong nhà rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.